Linh vật mèo Trung thu 2023 Lâm Đồng gây xôn xao cõi mạng. Những hình ảnh về linh vật mèo dịp Tết Trung thu ở Đức Trọng, Lâm Đồng đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, những hình ảnh linh vật mèo trong dịp Tết Trung thu ở Đức Trọng, Lâm Đồng gây xôn xao khắp mạng xã hội. Hình tượng con mèo được lựa chọn trong dịp Tết Trung thu năm 2023 bởi quen thuộc, gần gũi với mọi gia đình, đồng thời thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển và thân thiện. Được biết, những mô hình mèo này xuất hiện từ cuộc thi đến từ các đơn vị tham gia. Bên cạnh sự đầu tư chỉnh chu, hoành tráng, nhiều mô hình còn đem lại tiếng cười cho người xem bởi độ hài hước, ngây ngô. Mỗi mô hình linh vật mèo được sáng tạo tạo hình khác nhau, thể hiện sự đầu tư của Tết Trung thu ở Lâm Đồng. Một số mô hình được cư dân mạng khen đẹp, giống mèo thật. Tuy nhiên cũng có những chú mèo có ngoại hình hơi khác lạ. Những mô hình mèo này được diễu hành trên phố để người dân chiêm ngưỡng. Loạt khoảnh khắc về Tết Trung thu hoành tráng ở Lâm Đồng nhận về nhiều lời khen. Có những đội tham gia đầu tư lớn khi làm mô hình mèo, đẹp đến nỗi người dân phải trầm trồ, đưa điện thoại chụp ảnh. Mô hình mèo trắng này được khen đẹp và giống mèo thật nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.